Châu Vũ Đồng, mỹ nhân được kỳ vọng thành Tiểu Hoa, nghi vấn phim giả tên thật với Cung Tuấn. Châu Vũ Đồng sinh ngày 21 tháng 9 năm 1994 tại An Huy, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải, đi theo khuynh hướng diễn xuất thực lực để rèn luyện bản thân. Châu Vũ Đồng được biết đến là cô gái có tính cách hoa đồng, yêu thích yoga, bơi lội và âm nhạc. Châu Vũ Đồng, diễn viên trẻ được ví như bản sao của Quách Bích Đinh, sở hữu nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất ấn tượng. Năm 2013, cô bắt đầu bước chân vào showbiz khi tham gia bộ phim giả tưởng dành cho trẻ em Palala The Fairies The Movie. Châu Vũ Đồng nhận vai diễn trong bộ phim Trở Về Tuổi 20 của đạo diễn Trần Chính Đạo năm 2014. Lần đầu hợp tác với diễn viên Lộc Hàm, Châu Vũ Đồng đảm nhận vai diễn nữ sinh khóa trên với tính cách lạnh lùng kiểu mẫu. Năm 2016, Châu Vũ Đồng nhận được nhiều chú ý sau khi làm cameo trong web drama Thượng Ẩn. Trong phim, Vũ Đồng vào vai tên đầu của Hứa Ngụy Châu. Sau vài năm học ở nước ngoài trở về, Thạch Tuệ choáng váng khi phát hiện bạn trai mình có tình cảm với anh chàng Cố Hải, Hoàng Cảnh Du đóng. Sau đó, cô nàng tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình khác như Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em, Đại Tống Thiếu Niên Chí. Sở hữu cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất tốt, thế nhưng Châu Vũ Đồng vẫn chưa thấy bật lên như lứa 9X cùng thời là Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu kế duyên trong việc lựa chọn kịch bản. Năm 2019, Châu Vũ Đồng gây ấn tượng khi lọt top 10 nữ diễn viên được yêu thích nhất và được đánh giá cao về gu thời trang cũng như nhan sắc trên thảm đỏ. Ngoài khả năng diễn xuất, Châu Vũ Đồng cũng thường đăng tải những bài thơ do chính mình sáng tác lên mạng xã hội. Cuối tháng 10 năm 2020, bộ phim Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu do Châu Vũ Đồng diễn chính lên sóng. Phim đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía cư dân mạng. Mới đây nhất, Châu Vũ Đồng xác nhận tham gia bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Mãi Mãi Là Bao Xa của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Đây là một trong những tiểu thuyết ngôn tình làm mưa làm gió suốt một thời gian dài. Bộ phim được kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi của Châu Vũ Đồng bật lên trong tương lai. Châu Vũ Đồng, Cung Tuấn có phải phim giả tên thật? Bộ phim Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu do Châu Vũ Đồng và Cung Tuấn đảm nhận vai nam nữ chính, nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả từ những ngày đầu tiên phát sóng. Khác với đề tài trước là nam chủ tịch, nữ nhân viên, bộ phim tâm lý tình cảm hiện đại xoay quanh một nữ chủ tịch tập đoàn lợi thất Lộc Phương Ninh xinh đẹp nhưng tính tình hống hách, lạnh lùng. Cô bị gia đình ép lấy chồng nên đã phải tìm đối tượng phù hợp trong khi cô chưa sẵn sàng. Trong một lần vô tình, cô đã nhắm trúng anh chàng bác sĩ đẹp trai Lăng Duệ và cả hai nhanh chóng trở thành vợ chồng sau vài tuần làm quen. Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu thành công như thế là vì có sự hợp tác ăn ý của hai diễn viên chính trong phim. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp đôi mà cả hai còn sở hữu khả năng diễn xuất tốt. Nhiều khán giả cho rằng phân cảnh trong phim của cặp đôi ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết. Trong video hậu trường, khi Châu Vũ Đồng chưa thoát khỏi vai diễn và vẫn khóc thì Cung Tuấn đã chạy đến ôm bàn diễn nhằm an ủi cô. Dù không phải là cảnh quay trong phim nhưng nam chính vẫn nở nụ cười ấm áp ôm bàn diễn của mình vào lòng. Chính vì những hình ảnh này mà nhiều cư dân mạng đã đặt nghi vấn mối quan hệ của hai người họ. Liệu rằng câu chuyện phim giả tên thật đã xảy ra với hai diễn viên chính của Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu rồi hay chăng? Ngoài ra, Châu Vũ Đồng còn từng vướng tin đồn hẹn hò nam diễn viên Tiêu Chiến. Song cả hai phía đều phủ nhận chuyện tình cảm và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Trước đó, Châu Vũ Đồng và nam diễn viên Hứa Ngụy Châu từng hợp tác với nhau trong web drama Thượng Ẩn. Năm 2016, Phong Hành từng đăng tải clip Châu Vũ Đồng và Hứa Ngụy Châu thân mật hẹn hò với nhau. Trước thông tin Phong Hành đăng tải, nhiều fan hâm mộ tỏ ra bất ngờ. Nhiều người còn để lại bình luận rằng không ngờ sau khi web drama Đam Mỹ ra đời, phụ nữ Đam Mỹ đã lên ngôi thành nữ chính ngôn tình. Cả Hứa Ngụy Châu và Châu Vũ Đồng đều im lặng trước thông tin từ phía Phong Hành. Bên cạnh đó, nhiều fan của couple Hứa Ngụy Châu Hoàng Cảnh Du lại mong tin này là sai sự thật. Thánh bé còng của điện ảnh Trung Quốc. Hiện nay, dòng phim Nam Mỹ đang là xu hướng cực hot trong làng phim ảnh Hoa ngữ. Không ít nam diễn viên vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm nhờ tình anh em trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng thật tình cờ, tất cả các nam diễn viên này đều có một điểm chung, đó là đã từng kết hợp với Châu Vũ Đồng. Cộng đồng mạng nói đùa với nhau rằng, nếu như có một cuộc thi Nam Mỹ 101, Châu Vũ Đồng chắc chắn giữ vị trí PD, nhà sản xuất. Hứa Ngụy Châu. Nói tới Châu Vũ Đồng, khán giả chắc hẳn sẽ nhớ nàng Thạch Tuệ, bạn gái cũ của Bạch Lạc Nhân Hứa Ngụy Châu trong bộ phim Thượng Ẩn. Ở siêu phẩm này, Châu Vũ Đồng vào vai cô nàng tiểu thư xinh đẹp, khiến cặp đôi Cố Hải Bạch Lạc Nhân suýt toang. Dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ đôi trẻ, nhưng cuối cùng, Thạch Tuệ đành chịu kiếp nữ phụ Đam Mỹ và vô tình thúc đẩy tình cảm của Cố Hải Bạch Lạc Nhân lên cao trào. Trương Vũ Kiếm. Góp mặt trong bộ phim Pháp Y Tần Minh Năm cùng với Trương Vũ Kiếm, lịch sử lại lặp lại với Châu Vũ Đồng khi tài tử họ Trương quyết dấn thân vào làng phim Đam Mỹ với tác phẩm Kẻ Ngược Sáng. Điều này khiến không ít người nói đùa rằng có lẽ số trời đã định sẵn, Châu Vũ Đồng phải đi bên lề những mối tình trai. Lý Hoành Nghị.
Năm 2018, Lý Hoành Nghị có sự hợp tác với Châu Vũ Đông ở Cô Gái Đến Từ Đại Dương. Sau đó, nam diễn viên đã tham gia diễn xuất trong bộ phim đam mỹ rất được mong chờ, Sát Phá Làng. Mã Khả. Thêm một nam diễn viên từng hợp tác với Châu Vũ Đông trong phim Tầm Hoa Tiền Thế Chi Lữ và cũng quay sang đóng phim đam mỹ, đó là Mã Khả. Mỹ Nam này rơi vào mối quan hệ rắc rối với Từ Hải Kiều trong bộ phim Về Tình Anh Em, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên Trung Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh. Trương Tân Thành, Phó Tân Bác. Châu Vũ Đông tiếp tục lướt qua cuộc đời của hai chàng trai trên màn ảnh, đó là Trương Tân Thành và Phó Tân Bác. Được biết, nữ diễn viên từng có mối quan hệ cực dễ thương với Trương Tân Thành trong bộ phim Đại Tống Thiếu Niên Chí và hợp tác với Phó Tân Bác trong Tầm Hoa Tiền Thế Chi Lữ. Ở thời điểm này, Châu Vũ Đông lại bị loại khỏi cuộc chơi khi có thông tin cho biết Trương Tân Thành và Phó Tân Bác sắp tham gia bộ phim đam mỹ chuyển thể Độc Thầm. Tống Uy Long, Tịnh Bách Nhiên. Tống Uy Long và Châu Vũ Đông đã từng đóng với nhau trong bộ phim Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng từng hợp tác với Tịnh Bách Nhiên ở Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm. Trùng hợp là hai nam diễn viên này ngay sau đó đã kết hợp với nhau trong bộ phim đam mỹ Trường Công Án. Cung Tuấn. Cộng đồng mạng lại tiếp tục đếm thêm hàng loạt những nam thần đình đám từng hợp tác với Châu Vũ Đông, sau đó lại báo danh vào dòng phim đam mỹ. Ví dụ, Châu Vũ Đông từng là người tình mang ảnh của nam diễn viên Cung Tuấn trong bộ phim Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu. Thế nhưng giờ đây, tài tử này lại quay sang yêu chàng trai khác trong bộ phim Sơn Hà Lệnh cùng với Trường Chiến Hạng.